Đây, hôm nay tiếp tục lãnh làm lại toàn bộ bộ dè mới ha. Này dè cũ nè, không có trắng bùn ở trong ha. Phải dè cắt bỏ làm lại. Giờ lãnh luôn đang làm dán trạc trên cưa nha. Đây. Anh em thấy hàng vô nó cong như hình trái chuối không anh em? Hàng vô là cong như hình trái chuối luôn á. Nó vẫn như thường lệ là cái hàng cái bỏ ha. Gì? Vẫn như thường lệ là cái hàng cái bỏ nha anh em. Hàng xong nó rút nó cong hình trái chuối nha. Sẽ có cách khắc phục ha. Còn cái này thì đang tiến hành cắt bỏ nha. Cắt bỏ, cắt đứt ngang bỏ bộ dè này. Dè này thì lúc trước không có kinh nghiệm làm á, cho nên làm đơn giản lắm, không nó không có che được cái mái ha, bùng văng dữ lắm. Chỉ che bơ văng vô mặt thôi. Thì làm lại làm cái hộp này dính vô cái sườn bạc luôn, cái dè bạc luôn. À, cái bên đây cũng đang cái này thì mua nghĩa địa nè, đang tiến hành làm lết bột đít vậy ha, đang tiến hành vừa ráp xong lết ghế ngồi với bột đít. Cái bánh này thì cũng mới luôn nha. Xuồng này thì IC6 IC6 lúc trước mình video trước mình có quay lấy bãi nghĩa địa về nè. Về thì cũng đang làm toàn bộ luôn ha, về với nói chung là toàn bộ rồi để đem ra đồng trạc được á, hết luôn nha. Còn cái bên đây thì làm lại về giống như vậy nha. Đó, về này thì nó cột cao lên để đây có trắng trắng bùn phía trong ha. Này thì làm bằng ống tiếp 21 nha, uống tròn. Còn cái bên đây làm bằng sắt lá ha. Cái bên đây làm bằng sắt lá uống tròn. Rất là nhiều máy nè. Sắt thì đem về rồi, chờ ráp thôi. Còn dán cạc lên cưa này sử dụng cây sắt hộp 5-10 nha. Sử dụng sắt hộp 5-10 hàng vô ha. Lết ghế ngồi cũ rồi. Đây thì hai cây ống mới ha, để làm lết ghế ngồi mới đó. Làm hai bộ lết với hai bộ trạc lăn cưa để sử dụng cho cái đuôi đó với đuôi đó. Còn hai đuôi này hai đuôi cũ có rồi nha. Nè. Hai đuôi cũ thì có hai cái mọt kéo để sẵn nè. Đó, giờ đang trong quá trình tháo bỏ dè cũ này ha. Dè này thì làm rất đơn giản ha. Đuôi này thì sử dụng ZT có 125 anh em ơi. Này nhỏ ha. Nên đi bu ly chỉ có 9 phần thôi. Máy nhỏ đi bu ly 9 phần thôi. Này thì anh trai đặt ở hai phòng nè anh em ơi, đặt anh ở hai phòng nha, làm xong sẽ quấn gói gói hàng lại gửi ship bưu điện nha. Còn cái này thì ở đây ở khu vực địa phương đem đem đuôi lại thì đem cái đuôi tàn hàng lại đây làm thì rất là chính xác nha. Bắt hóc vô mấy hàng nha anh em, bắt hóc vô mấy hàng. Còn anh em không có đem lại cũng vẫn được nha, có mẫu luôn nha, có mẫu để làm luôn. Rồi, để lấy sắt để ráp về mình sẽ quay tiếp tục anh em xem nha.
Rồi, đã hoàn thành nha. Hoàn thành bộ dè. Dè bật nha. Bật móc dây lên đó. Liên mình quay máy hoặc là mình làm cái gì cũng được. Còn công đoạn lợp dây nữa. công đoạn lợp da, lợp mót. Này thì có chế độ là gãy đùi nó không bị vô hư máy nha. Cái bánh không chổi vô máy, nó sẽ chổi vô ngay cây này nè. Nếu để xuống á, đang chạy gãy đùi là không sao hết. Có bị mấy lần gãy đùi rồi, nó cứng khừ rồi anh em ơi. Nó chổi cái bánh luôn á. Này xài sắt dày không à, không tiếp dày nè, lá dày nè, ô môi 12 nè, là 3 5 ly. Rồi bỏ xuống không? Bỏ xuống chứ. Bỏ xuống đây. Nặng không nha đây hả? Đó. Bỏ xuống. Này nó sạch máy lắm nha. Có lợp mót mấy trong này được luôn nè. Lợp theo cây sắt nè. Lợp hai bên nè. À, như vậy gãy đùi nó sẽ ịt cái bánh vô trong đây vướng cây này lại nha. Không có vô máy được. Còn làm cái gì cổ xưa hay là nó vô cái máy luôn. Hư tàn ông luôn nha. Hóc nè. Xỏ qua tới bên luôn nha. Đây, cái nữa. Bắt lên đây. Đó, tiếp tục làm bên kia một bộ dè nữa nha. Vẫn đang làm lớp để giao cho anh em ở xa luôn nè nha. Tiếp tục làm ngày nào cũng làm nha. Đây, một chút giả nữa nè. Một chút giả. Làm lỗ ác rất là chắc chắn ha. Dày. Dày 2 phân mấy luôn nè. Rồi, anh em có nhu cầu làm trọn bộ cạc đất thì alo số phone tiêu đề nha. Rất là nhiều anh em đem máy lên để làm nè. Đó. Qua lấy về 2 cái rồi. Giờ tiếp tục 2 cái mới.